Phải rồi, ở phía phải. Dễ sâu vãi đạn các bạn. Chúng ta không nên dễ sâu như vậy. Chào tất cả các bạn đến với channel của tôi. Ngày hôm nay tôi sẽ review cho các bạn một YouTuber nữ để bật kết quả lên mũi. Một YouTuber nữ tại Việt Nam. Bình thường các bạn xem highlight của ai? Tôi xem highlight của C4. Nhưng mà dạo đây C4 kiểu lười chạy thay, thấy lâu lắm mà chưa có cái highlight mới. Thành ra tôi phải xem một người khác, mà xem người khác bắn trên điện thoại thì nó bình thường, gọi là xem trên điện thoại thì toàn mấy pha khi thôi. Và tôi giải thích xem trên iPad, không hiểu vì sao xem trên iPad mà cái màn hình nó cứ giống giống C4 là cực kỳ ghiền. Và ngày hôm nay chúng ta đến với Mỹ Ú đấy. Trời ơi, clip chất lượng phải 4K các bạn ơi. Gái này các bạn, thao tác cũng ghê gớm đấy, em bom liên tục rồi. Bắn cũng cái này cũng phải 70% tỷ lệ hit shot đấy các bạn ạ, không đùa được đâu. Tôi không biết ở trên iPad nó có cái gì không, nhưng mà tôi nghĩ cái màn hình nó rộng hơn, được xinh xắn, kéo tầm sướng hơn rồi các bạn. Tôi nghĩ trên iPad nó có một cái gì đó nó kéo tầm sướng hơn trên điện thoại về phần kéo tầm nhật bản. Dạo gần đây thì tôi khá là hay coi điện thoại, vì tại vì chơi trên điện thoại thì có thể ghép trận được nhiều hơn. Tôi rất buồn khi mà đội WAG của Bạch Dấu, cũng như là nói chung là Việt Nam chúng ta không vô địch được cái giải thế giới đó. Tôi cũng không biết cái giải gì nữa. Nói chung là tôi cũng muốn đội của Bạch Dấu vô địch, nhưng mà thế nào Evos này vô địch, mà Evos là tôi có một cái reaction của một cô gái chụp đồ bắn rất là ghê. Lý do mà họ vô địch cũng kia thôi, kỹ năng của họ cao quá mà. Họ bắn điện thoại nhưng mà bắn rất là hay các bạn. Đấy, một buổi sáng đúng không? Chúng ta làm một ly cà phê với một cái món đồ ăn sáng nào đó, bánh mì, tô bún, tô phở, mày tôi ăn bánh nước. Thì ngồi coi những cái highlight như thế này là quá tuyệt vời. Mọi người biết mấy cái bánh nước bán mình rồi đó, nước mắm dở quá, nó khiến mình trông những vui thích. Tôi cũng hay đạt nút keo ở phía bên trên, trong là nút ngồi phía bên dưới rồi nút keo, khiến mình khá là giống tôi các bạn. Nhưng mà tôi thắc mắc là trên iPad, hồi trước tôi cứ chơi iPad rồi, tôi thắc mắc là mọi người đổi súng bằng nước nào, tôi mọt lên thấy nó khá là thật đấy. Và đặt keo nhanh nữa, mấy bạn này đặt keo nhanh lắm nha, đặt keo gần như đứng trên không để bấm keo luôn. Như tôi là tôi không làm được rồi. Hôm nay mới sáng sớm giờ cái tự nhiên thấy kênh này các bạn, cái video tôi check kênh WhatsApp kênh con gái, cái màn hình giống trên bố, bắn cũng hay, bãi đạn ghê thật chứ. Uầy, nhanh dữ vậy, nhanh hơn mình chơi PC nữa. Mình chơi PC mà mình cảm thấy mình hổ thẹn lắm. Chạy như vậy thì khó bắn vào đầu là đúng rồi các bạn. Công luôn, công luôn, công luôn. Gắt, 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 gắt. 19 kill rồi, top 1 hơi nhiều kill đấy. Đặt kêu nhanh vãi đạn. Còn đằng cuối là tốc còn 22 kill. Thật sự thì coi bạn này mình rất cuốn. Nói chung là coi con gái bắn phơi phai mình cảm giác rất cuốn các bạn. Mình không biết có bắn hay hay không, nhưng mà chắc chắn là bạn này thì bạn nó bắn hay đó, nhưng mà riêng con gái mà chuyện phơi phai là bị ẩn cuốn các bạn. Nó giống như là một cái gì đó gọi là liên quan đến vấn đề nam nữ, giống như kiểu con trai nhìn gái làm gì cũng cuốn. Chắc là tại vì mình chiến lịch thẳng đó các bạn. Thứ nào kêu mình gay trên livestream mình rất là cay. Nào kêu tao cay, kêu 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 gay thì rất là cay. Gay thế nào mà gay. Con thao tác ghê bạn. Rồi. Bạn này múa giống mình vậy. Chỉ là một người thôi nhưng mà phải múa như vậy nó mới vui các bạn. Xem.
có pha nào cân 4 không các bạn? Xem có pha nào kinh điển cân 4 không? Còn em ăn kỹ năng MB, kỹ năng cuốn máu và cái giáp. Ui đặt keo có kiểu nhanh thế nhỉ. Mình nhìn cái thao tác này mình không nghĩ là một chuyện gái. Mình kiểu ít khi gặp gái mà chơi game hay, nên mình khá là bất ngờ. Kéo tâm nó một cái gì đó, cái gì đó trên bầu trời kìa. Có người trên bầu trời kia. Kia là sử dụng con chim mà chắc chắn sử dụng con chim mà thằng đó có chim. Chắc chắn thằng đó có chim. Thằng đó có chim nên nó không bị bắn trúng như vậy được. Quái cái này thì chứ ôi rồi. Kéo tâm mà cứ phải có một viên đầu nó mới gọi là vui. Ơ nhưng mà bây giờ kéo tâm quân đỏ thì ai cũng làm được rồi các bạn. Kéo tâm đỏ thì quan trọng là về thao tác và cách xử lý tình huống. Thì cái cách xử lý tình huống của bạn này cũng là nhanh đấy, không phải vừa đâu. À, sao mà mình lại ngu thế nhỉ? Để cái này nó mờ, các bạn coi được không? Nhưng mà mờ thật, clip này nó mờ thật các bạn. Nó công nhận cái nút bắn trông giống C4 nhỉ? Công nhận nhỉ? Nút bắn nhìn nó y chang C4 luôn các bạn. Cái kích cỡ rồi đó, trông rất là giống luôn. Còn những cái vị trí phía khác thì nó hơi thay đổi một chút xíu thôi, nhưng mà còn cái cảm giác bạn này kéo tâm ngắm được cái kiểu khá là dính các bạn. Mấy anh địch mà đứng yên mà coi như chỉ có bay đầu thôi các bạn. Đúng rồi, thằng kia bị mù à. Ui, cái này trên PC xử lý cũng khó đấy các bạn à. Mạng mà lắc là mình chịu thua, mạng mà mượt thì mình hên xui. Ôi ui, à biến yếu chết mẹ, shotgun giờ yếu điếu chịu được rồi. Còn hai kill nữa, một cuối chạy qua được luôn, cần hai luôn, cần hai trực diện luôn. Còn Sonya hết, Sonya tăng lên kia ở đằng xa, nhảy xuống dưới bắn luôn. Tự tin mà xử lý 3.000 rưỡi điểm, ok. Ý là mình lên đây mình bú fame của bạn chứ kênh của bạn mình theo cái lượt view mà mình nhìn đó các bạn, chắc chắn phát triển hơn kênh mình. Xuất hiện game thủ nữ gọi là Mi Ú, bắn phai phai không khác gì C4, thao tác kinh khủng. Sao mình phải nói chuyện như vậy nhỉ? Cảm ơn các bạn, xin cảm ơn nhau bấm like subscribe nhé.